Chuyển sang một thông tin khác, đang đứng dưới một gốc cây, một thanh niên ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh bị vật cứng từ công trình xây dựng rơi trúng đầu và nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Đây chính xác là tai nạn từ trên trời rơi xuống do sự bất cẩn của các công nhân thi công ở tòa nhà cao tầng gần đó. Điều đáng nói đây không phải là sự việc hy hữu khi theo ghi nhận của phóng viên VTV24 tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã liên tục xảy ra sự cố tương tự. Ở tòa nhà này thì vào ngày hôm qua tại tầng 28, một thanh sắt dài 1m2 đã rơi và vượt ra khỏi cái phạm vi xây dựng, trúng vào đầu một người lao động tại đây và làm anh ta bị trọng thương. Chủ đầu tư công trình cho biết trong quá trình thi công đã yêu cầu nhà thầu rào chắn cẩn thận và hiện nguyên nhân vụ tai nạn thì vẫn chưa được nhà thầu báo cáo rõ ràng. Yêu cầu kiểm điểm lại sự việc và kiểm tra toàn bộ lại quy trình về an toàn lao động tại công trường và yêu cầu tổng thầu thi công phải có cái báo cáo cho bên phía chủ đầu tư chậm nhất trong chiều ngày hôm nay. Những tai họa từ trên trời rơi xuống khi sống cạnh các chung cư đang xây không phải là hiếm. Cách đây không lâu, một cây sắt dài 6 mét từng rơi từ một dự án chung cư cao tầng ở Thủ Đức, xuyên thủng mái nhà, khiến các thành viên gia đình này thoát chết trong gang tấc. Những người làm việc tại một bãi gửi xe ở quận 8 này thì khẳng định thường xuyên bị công trình chung cư bên cạnh làm rơi vãi vật liệu xây dựng vào xe của khách, nhiều lần còn bị vật cứng rơi gây hư hỏng, vỡ kính xe. Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, trong số khoảng 1.500 vụ tai nạn lao động mỗi năm, thì có đến hơn 1/3 là từ các công trình xây dựng.